chấp 24. Gia nhập vào trong sự nghiệp của xã Lâm Bạch hay không? Anh em nhớ đăng ký kênh nhiệt tình nhé. Trở thành nhân viên vòng ngoài của xã Lâm Bạch. Mặc dù mình có dự định này, nhưng hình như không dễ dàng như trong tưởng tượng. Tôi muốn biết trước rốt cuộc là vật thu nạp này có mạnh tới mức nào. Vật thu nạp là sự tồn tại có thể lật đổ cả thế giới sao? Cậu là người hạn chế đầu tiên hỏi tôi câu hỏi này. Vật thu nạp để hủy diệt toàn bộ nhân loại có hơn 50 loài. 10 loài trong đó, bản thân bọn nó đã có thể hủy diệt cả nhân loại. Có một số thậm chí ngay cả chúng ta cũng khó mà tiến hành thu nạp. Cũng chính là núi thế giới nhân loại có thể hủy diệt bởi một vật thu nạp mất khống chế nào đó bất cứ lúc nào sao? Vậy hiện tại các anh còn làm việc không phải là vô dụng rồi sao? Làm thì sẽ có hy vọng, không làm thì cuối cùng cũng sẽ ngừng đó người diệt. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức làm tới mức tốt nhất trước lúc kết quả xấu nhất xảy ra. Xã Lâm Bạch sẽ không ngừng nỗ lực. Tôi hiểu rồi. Tôi bằng lòng trở thành nhân viên vòng ngoài của xã Lâm Bạch. Tốt. Những ngày tiếp theo đây, cậu sẽ đi với tôi. Tôi sẽ nói cho cậu biết một số quy tắc của nhân viên ở vòng ngoài. Mình không muốn sống cuộc sống mông lung như người bình thường. Mình muốn dùng năng lực của bản thân gánh vác một phần trách nhiệm vì thế giới này. 12 ngày sau bên cảng Minh Đạo. Đồng tính lớn như vậy, đó là cái gì vậy? Có vật thu nạp mới được đưa tới. Mấy cậu không cần phải quan tâm. Đây là vật thu nạp cáp gamma. Ồ, nhìn thấy người xiển đạo rồi. Người xiển đạo. Mà cùng mà, cậu tới đúng lúc lắm. Tôi vừa mới nhận được thông báo tiến sĩ tìm cậu tới sở nghiên cứu phối hợp một hạng mục kiểm tra. À, bây giờ không phải là nói chờ một tháng sau sao? Tôi chỉ tìm mồm nữa thôi, cậu còn tưởng thật à? Có khi nào có liên quan tới vật thu nạp vừa được đưa tới không nhỉ? Yên tâm đi, sẽ không để cậu làm thí nghiệm nguy hiểm gì đâu. Các tiến sĩ đột nhiên tìm cậu có lẽ là có liên quan tới việc lúc trước cậu không nằm mơ thấy ác mộng. Bảo cậu tới xác nhận một chút. À vâng. Báo cáo, người hạn chế mặt cùng đã tới rồi. Xin hãy đặt tay lên trên. Xác nhận thân phận. Mà cùng mà, cậu có thể tiến vào rồi. À được. Xin hãy đeo tai nghe vào. Sau đó thì nhìn bên kia. Xin chào mà cùng. Cậu có thể gọi tôi là tiến sĩ Tàng. 531 cũng chính là bức tượng gỗ trước mắt. Cậu có biết đó không? À biết. Qua thí nghiệm thì chúng tôi phát hiện ra người tiếp xúc với... À, 531, sau khi ngủ vào rơi vào ác mộng đè quanh. Chí ti mất 5 giây sau mới tự tỉnh dậy. Họ tên Tròn Vương Đình Đỗ. Trương Tiểu Lý cấp bậc địa điệt, thời gian kéo dài giấc ngủ 6 đến 6, 7, 5 giờ 5 HZ. Số lần gặp ác mộng hơi nhiều. Lúc bị bên ngoài quay nhiễu giấc mộng đã bị cắt ngang. Nhưng lần sau sẽ tiếp xúc giấc mơ lần trước. Dường như vĩnh viễn không kết thúc. Lối giấc mộng này sẽ dẫn tới hiệu ứng đẹp quanh cho người đó, tình huống đặc biệt ngoại lệ trên người cậu sau khi cậu nằm mơ ác mộng. Tôi muốn xác định lại một chút, cậu có thể xác định lại tổng cộng đã nằm mơ ác mộng bao nhiêu lần hay không? 9 lần. Rất tốt. Vốn dĩ tôi vẫn luôn không có đầu mối. Cho tới khi có vị xã viên trước mặt giúp đỡ, mới có thể xác nhận được một mục đích liên quan tới phần ác mộng của 531. Mới có thể xác định được mục đích đặc tính liên quan tới phần ác mộng của ES 531. Người có hiến vàng cán tâm linh có thể tự chủ động phá vỡ giấc mơ. Sau khi giấc mơ bị phá vỡ 9 lần thì nghi thức ác mộng sẽ biến mất. Mà cùng mà, cậu có cái loại hiệu ứng vàng cán tâm linh. Cậu là trường hợp đặc biệt. Tiên sĩ à, thứ này vô dụng. Tôi vẫn không thể nào ngủ được. Tiên sĩ à, có muốn thí nghiệm một chút tôi xem tôi có hiệu ứng đếch qua này không? Tôi đã tiếp xúc vượt qua 9 lần rồi. Nhưng ngay cả một ác mộng cũng không mơ thấy, thậm chí còn không thể ngủ được. Chẳng qua có thể thử xem. Đi rồi. Thí nghiệm, anh ấy là nhân viên cấp D sao? Không, anh ấy là người xiển đạo. Người xiển đạo? Người xiển đạo có được năng lực tự chế lớn mạnh, có thể áp chế khống chế sức mạnh của vật thu nạp. Nói cách khác thì bản thân của bọn họ chính là phương pháp thu nạp của vật thu nạp. Dược vật cùng thủ đoạn vật lý đều có tác dụng với David. Từ lúc ấy anh ấy ra đời tới nay thì anh ấy chưa từng ngủ. Cho tới hôm nay anh ấy đã tiếp xúc với hơn 18 vật thu nạp có hiệu ứng tâm linh.
lại chẳng bị ảnh hưởng một chút nào cả. Anh ấy là vật thu nạp hình người vô cùng hiếm gặp. Từ lúc sinh ra cho tới hiện tại, chú từng nhìn chim vào giấc ngủ thì sao chứ? Vậy không phải là chính là vĩnh viễn cũng không thể nghỉ ngơi sao? Nếu như muốn có được sự yên định chân chính, sợ rằng chỉ có chết đi. Không được rồi, vẫn cần hô hấp. Xem ra ác mộng là nghi thức buộc phải có. Không gặp ác mộng sẽ không có hiệu ứng đếp quanh. Mà cùng à, cậu có thể giải thoát được cái sự quản lý của ác mộng. Chính là bản thân có hiệu ứng phương diện kháng cự tâm linh. Có thể miễn dịch hiệu quả tiêu cực của vật thu nạp. Cho nên hôm nay gọi tôi tới là tôi muốn cùng làm một kiểm tra với cậu. Cậu có bằng lòng tiếp nhận thí nghiệm có hư cấu ảnh hay thật hay không? Tôi phải làm thế nào? Cậu sẽ biết ngay thôi. Trước tiên hãy nhắm mắt lại. Đếm ngược 3, 2, 1. Mình là con chuột ư? Cái đệt. Yêu ơi, cái đệt. Hết hồn luôn. Cậu ổn chứ? Đây là bài test của các người. Con thật là đủ tuyệt vọng mà. Đây là một vòng của huấn luyện nghiệp chí, lực ý chí. Đối diện với vật thu nạp đáng sợ chân chính sẽ càng chỉ thêm tuyệt vọng hơn nữa. Lần đầu thí nghiệm con có một số phát hiện kháng cự tâm linh của cậu cũng không kích phát dưới tình trạng nguy hiểm áp bức. Tôi rất mong chờ ngày sau tiếp tục làm thí nghiệm với cậu. Coletta, cô hãy ghi chép cho cậu ấy đi. À được. Tạm thời phán định kháng cự tâm linh của cậu là cái loại chuyên môn có hiệu quả với vật tù nạp. Hơn nữa, điều kiện kích phát lại rất hà khắc. Cậu cứ quay về cho thông báo trước đi. Gần đây chúng tôi sẽ sắp xếp chuẩn bị cho cậu một thí nghiệm. Mơ một lần nữa. Tới khi đó thì có thể trừ khử, giải trừ hạn chế. À được thôi. Chuyện gì vậy? Y520. Thu nạp đã thất bại rồi. Thu nạp thất bại. Tập 25. Mời nhân viên không có sức chiến đấu của khu nghiên cứu lập tức di tản. Di chuyển tới khu bảo vệ gần nhất. Khẩn cấp phong tỏa cầu thang chính, nghiêm cấm nhân viên dưới tầng ngầm vượt qua tầng 1. Tôi lần liền trước tư liệu lên trước. Các anh đi tìm những người khác đi. Khẩu súng này không cần phải căng thẳng. Khẩu súng này đã là phòng ngừa những người tạp vụ tranh cướp khoan bảo vệ mà tấn công nhân viên nghiên cứu. Mặc dù rất là khó nghe, nhưng cậu vẫn chưa giải trừ hạn chế, cũng thuộc vào cái loại người này. Không bảo vệ buộc phải kết hợp với gen của nhân viên nghiên cứu, bằng không thì không thể khởi động. Mà nơi này tạm thời vẫn chưa thể cung cấp bảo vệ cho cậu. Vậy tôi nên làm như thế nào đây? Mau chạy đi. Tôi kiến nghị cậu tới tầng thứ nhất tìm một phòng rồi trốn lại đi. Nè, vì sao các cô không chuẩn bị chút khoản bảo vệ công cộng vậy? Phí chế tạo rất cao quá. Hơn nữa, bản chất chỉ là một quán tài thép, chỉ có thể phòng nổ hạt nhân thôi. Ở trước mặt vật thu nạp mất khống chế thì có lúc nó có tác dụng, có lúc thì vô dụng. Nếu như tôi còn tiếp tục chạy xuống dưới thì đi tìm một số người có gì năng giúp đỡ. Càng xuống dưới thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu như vật thu nạp làm hại dần dần tới tầng bờ 1 thì chỉ có thể nói rõ tất cả mọi người đều phải chết. Vậy tốt xấu gì cô cũng phải nói cho tôi biết Y52-200 là cái gì chứ? Y5200 có biệt hiệu là thao thiết. Tất cả sinh vật tiến gần trong vòng 1 mét đều sẽ bị nó nuốt làm thức ăn. Mà số hạng mục Y2520 miêu tả là có biệt hiệu là thao thiết. Bằng về bản thể là một con quái vật ăn không hạn chế. Có tứ chi, cường tráng, cái miệng thì cực lớn như rồng. Rằng sắc bén có thể là cắn tổng hợp kiềm mạnh nhất mà nhân loại có thể chế tạo ra. Đã tế thử được hơn hợp lực cắn lớn nhất là 4.500 vạn newton. Ăn tiêu hóa không hề có bất kỳ cấm kỵ nào. Không có năng lực trao đổi chất, thân thể cũng không có hiện tượng sinh trưởng hài lòng. Dung tích trong thân thể, phương pháp thu nạp, đặc chế hùng hợp kiềm thiết kính, thiết kế cơ sở, có đồ ăn đặc biệt. Vốn dĩ thì chúng tôi đã chuẩn bị đưa nó đi tiêu hủy ở quyển mảnh đảo rồi. Đưa cậu thì mở cửa thì nó có thể mở được ra đa số các phòng. Cậu tìm một phòng trốn đi, chờ tới có viện còn súng thì thế yên tâm đi, tôi sẽ tự bảo vệ bản thân. Trong tòa sở nghiên cứu và một số vật thu nạp có thể biến thành quái vật,
Nếu như thật sự tới lúc đó, cô có thể tự tặng bản thân một khẩu súng, một phát súng. Chẳng trách cô nên lại căng thẳng đến như vậy. Xem ra nguy hiểm không phải, không chỉ là không thể thu nạp được thao thiết. Rốt cuộc mình phải làm thế nào đây? Mà kệ thế nào, cũng không thể ngồi yên chờ chết. Mục tiêu là phòng làm việc của Kelly. Nhân lúc này mình tới phòng làm việc của Kelly tìm ít tài liệu vậy. Không nghĩ tới văn phòng này của cô ấy là ở tầng 4. Cuối cùng cũng có người tới. Giúp tôi mở khóa với câu xin cầu đó. Anh là nhân viên cấp đi. Đúng, nhưng mà tôi rất an toàn. Tiêu Phong, nếu như cậu mặc kệ tôi, cứ mặc kệ tôi bị khó ảnh lần này, thì tôi sẽ chết chắc. Cửa thang mấy tầng 5, vẫn còn một nhân viên tác chiến. Tôi gọi anh ta tới giúp anh. Cậu không được chạy lung tung vào lúc này. Tuy tiện qua đó có khả năng anh ta sẽ cắn chết cậu đó. Tôi biết cậu lo lắng cái gì. Tôi nói thật cho cậu biết, trên người tôi có hài dưỡng, đều là bị nhiễm trong lúc thí nghiệm. Một cái là khiến máu của tôi biến thành axit hydro nồng độ cao. Một cái là tước đi cảm giác của tôi. Nó khiến tôi một thơm, một đôi mắt. Được rồi, vậy tôi sẽ nhốt anh vào trong phòng. Anh cứ bên trong mà chờ người sẽ làm bà tới tìm anh đi. À, cảm ơn. Anh có biết tình huống hiện tại là gì không? Vật thu nạp của sở nghiên cứu có lẽ là đều ở tầng 5 trở xuống. Ở trong thang máy có người canh giữ, có lẽ tạm thời. Có vật thu nạp khác ở đây à? Tiêu rồi, như bảo vệ như vậy mà cũng đều bị giết sạch rồi. Chắc chắn chúng ta cũng sẽ tiêu đời. Cái gì? Người không có mặt. Tiêu là tiêu rồi, chúng ta chết chắc rồi. Năng lực của cậu có lẽ là ngụy trang thành con quay sao? Vậy thì cũng không thể đến chết được vào thu nạp rồi. Chỉ có thể cược một ván vậy. Ây da, đầu quá. Vết máu biến mất rồi. Thành công rồi. Nó thực sự bên mình bắn tới gì thế giới không có căn cứ trong tưởng tượng rồi. Còn thấy quái vật đâu nữa? Cậu sao rồi? Có nhìn rõ là thứ gì không? Là một cái đầu quạt gió. Lúc đó tấn công tôi, vừa hay tôi đánh nó. Sau đó thì nó chạy rồi. Vẫn cho thời đại người khác biết đến năng lực của mình. Vịnh vào tôi đi, tôi sẽ đưa cậu tới phòng y tế. Tôi biết có một loại thuốc có thể cầm máu ngay lập tức. Ý? Cậu làm cái gì vậy? Cậu, khả năng bắn của cậu tốt thật đó. Tôi sẽ tìm thuốc cho cậu ngay. Cảm giác miệng vết thương sắp mọc ra rồi đây nè. Sao lại có thể mọc ra được chứ? Thứ này là giúp cậu mau chóng lại vết thương thôi. Miếng thịt kia của cậu còn thiếu đó, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Đàn ông có chút sẹo cũng là chuyện tốt. Chúng ta không thể chỉ trốn ở đây được. Lúc trước cần thay đổi phương pháp thu nạp là bậc 82. Nó chỉ bị chuyển tới phòng đỉnh đầu tầng 5 do ba nhân viên cấp D thay phiên. Nhậu khống chế, tôi là một trong số đó. 382 là gì? Là một bức tranh. Cậu phải nhìn chằm chằm vào nó trong nháy mắt. Cảnh sẽ xây lại. Một khi hắn chuyển tới chính diện sẽ biến thành thực thể chạy ra ngoài. Mang tới lối loạn, sụp đổ điên cuồng. Cùng bệnh tâm thần cho con người. Xây chuyển tâm linh. Mặc kệ nó là cái gì, chỉ hiện tại còn là hai người trong chừng bức tranh đó. Ngôi nhớ xảy ra chuyện ngoài muốn thì 382 chạy thoát ra ngoài. Chúng ta sẽ xong đời. Chúng ta đi tìm bọn họ bốn người. Có thể trong chừng bức tranh chỉ tốt hơn. Còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, người xiển đạo David đang ở dưới lầu. Cái gì cơ, nơi này có người xiển đạo? Tầng 5, nơi chứa vật thu nạp 382. Ngồi trừ thang máy còn có các con đường nào khác để xuống dưới không? Chỉ có thang máy, nhưng sau khi xuống dưới thì sẽ có cầu thang có thể đi. Tông phát, hiệu ứng sợ màu xanh. Kim phát, hiệu quả tử vong định cách. Bổ sung nhiệt lượng cao ở trong vòng 10 giây. Có thể miễn nhiễm được thương hại. Cậu có muốn trinh sát một trước một chút hay không? Tránh cho vừa mở ra đã là một phòng thu nập. Vậy thì thảm luôn rồi. Lúc trước anh đã nói đôi mắt của anh có thể tháo ra được. Đúng vậy. Nhấn cầu sau gáy của tôi. Cho dù là cách tôi 10 dặm hoặc là 800 dặm,
8.000 dặm cũng có thể truyền đạt những thứ tôi muốn nhìn thấy. Đây nè. Ây da, thiệt là. Được rồi. Tôi xem. Tập 26. Tầng 6 thi thể. Tầng 7 không có, tầng 8 cũng không, tầng 9 cũng không. Tầng 10 tôi nhìn thấy David mà cậu nói. Hình như bọn họ đã bắt đầu hành động rồi. Đi theo hành lang rẽ vào nơi sâu nhất thì chúng ta mau đuổi theo đi. Kết quả của vật thu nạp này quả nhiên vô cùng kỳ quái. Sau khi xuống dưới chú ý an toàn, đừng có mất cảnh giác. Đi theo bên nào? Bọn họ đi qua từ bên đó. Chúng ta cũng mau đuổi theo đi. Nếu David đờ đó thì khó chặt anh ta là được rồi. Đây. Đi 880383 báo tin. Sao nhân viên cấp địa lấy tới nơi này? Màu đứng đặt súng xuống, giơ hai cái tay lên cao. Màu đặt được súng xuống. Màu đặt súng xuống. Hắn không phải là David à? Cậu đi rồi sao? Không, cậu ấy không phải là sai, mà đây là giả. Xã viên thật không thể nào bị giết cách dễ dàng như vậy được. Mau rời khỏi đây. Tiêu rồi chúng ta không thể ra ngoài được. À, định vãi mau tay cậu ấy. Cái địch, đây là cái gì vậy? Kỳ nắm thần kỳ. Đây là cái gì vậy? Tôi cũng không biết. Đàn không có tác dụng vì nó. Chúng ta đi thôi. Mau hoạt động đi. Có người đang dùng thang máy. Mau vậy phải làm sao đây? Tiêu rồi. Vừa nãy vẫn chưa phối hợp tốt. Bà Tâm Hải quay người rồi. Chúng ta phải mau chóng tìm được người xiển bạch xiển đạo. Những bào tử kia biến mất rồi. Mà nó là ảo giác. Cây nấm kia đi theo qua đây rồi. Không nhìn rõ, nhưng mục tiêu mà mình đã từng nhìn nhất định là có thể bắn trúng. Phải chờ ngứa quá. Hy vọng có thể kéo dài được thời gian. Đừng có chờ thằng mấy nữa, đi theo hướng bên phải. Tiêu Phong, anh đưa con mắt thứ ba của anh cho họ đi. Để phòng ngừa vàng nhất. Đi theo tôi. Được. Không quan tâm được nhiều như vậy được. Đi. Nơi này là... Nếu như đó không nhầm thì nơi này chính là phòng thu nạp mà vật thu nạp thao thiết mà không chế. Tiếng súng phát ra từ trong căn phòng kia. Khu vực bồi dưỡng biến đổi gen. Để tôi mở cửa. Mọi người cẩn thận một chút. Là người của xã Lâm Bạch. Đóng cửa vào. Lý Thành. Đưa cơ thể cho những thứ quỷ kia ra ngoài. Người số hiệu hạng mục 466 sáng sinh tượng sáp miêu tả hạng mục. Mỗi 5 phút sinh sản xảy ra hành vi phân liệt một lần. Có tính chủ động tấn công. Không phân biệt tấn công sinh vật phù con. Có một loại phương thức tấn công. Nhưng sau khi bị nó tiếp xúc thì thân thể sẽ sản sinh ra phản ứng tượng hóa cục bộ. Bộ phận bị tượng hóa nhiệt độ cao tới đáng sợ. Dưới tác dụng của ngoại lực thì dễ dàng bị bong tróc từng mảnh. Bọn họ lại không sợ đạn. Bắn vào nơ. Cứu bọn họ. Bắn không trúng. Thôi bỏ đi. Các cậu ra ngoài đi. Đi tìm mấy liên thành. Mấy liên lạc kênh 17 liên lạc với đội phòng vệ. Ngắm chuẩn vào nơ. Cậu là người hạn chế mà cùng. Thế vào cửa lấy được từ chỗ quanh. Nhưng hiện tại thì đang cùng những nhân viên cấp đề này tìm kiếm người xiển đạo David. Thì ra là như vậy à. Lúc tới đây các cậu có phải gặp những cây nấm kia đúng không? Không còn phải lo lắng. Nó không thể tiếp tục duy trì được khá lâu. Anh cố lên nha. Vô dụng thôi, thời gian cấp bách không biết lúc nào những bức tượng đó lại xuất hiện. Mặc dù tôi là Lý Thành Thành, thành viên của xã Lâm Bạch. Nhưng hiện giờ tại thời chiêu mộ cầu tác chiến. Có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, hy vọng cậu có thể tiếp nhận.
Anh nói đi. Nếu như cậu đã biết được thảo thiết từ chỗ khôn, vậy có lẽ ít nhiều gì cũng có thể hiểu được rõ tập tính của nó chứ. Nơi này đã dự trữ một lượng thịt lớn. Nhiệm vụ của tôi chính là vận chuyển chỗ thịt này tới tầng A33 tầng 8. Chúng ta cần phải khống chế nó nhanh nhất có thể. Mặc dù tôi muốn giúp đỡ nhưng chỉ có mấy người phải làm sao mới vận chuyển được cái chỗ thịt này lên đó chứ. Trong kho có một vật thu nạp có thể dùng được từ đó. Nó nhìn khá là giống với một thùng rác, nhưng một lần có thể đựng được dưới 100 tấn vật chất. Hơn nữa, lúc cậu xách theo nó thì cũng sẽ không cảm nhận được trọng lực thực tế. Để rồi tôi sẽ đi tìm vật nạp đó. Cẩn thận đó, dưới kho hàng rất là nguy hiểm. Cho dù có nguy hiểm hơn thì tôi cũng phải đi, không phải sao? Tôi đi cùng vị cậu, dìu tôi dậy đi. Cửa kho hàng đã đầy tượng điều khác, phải đi bổ sung một số đạn dược đã. Vật thu nạp bị phá hủy nhiều hơn so với mình tưởng tượng. Cẩn thận. Có nhầm hay không vậy? Tướng sắp này cũng biết đánh lén sâu. Bọn nó vẫn biết suy nghĩ đơn giản. Nếu như không cẩn thận, bị cao một cái thôi, có khả năng sẽ mất mạng đấy. Mọi người nhìn lên trên kìa. Sao lại nhiều như vậy? Cậu mau yểm hộ tôi đi, mau đi thôi. Bên này bức tường đó đã già chết. Sao anh lại biết được nó còn sống? Có biết gì không? Tôi nhớ hết những phát mà cậu bắn trúng. Như vậy cũng quá liều rồi đó. Mau vào đi. Anh vô ổn chứ? Cứ mặc kệ tôi đi, mà cậu mà. Con đường tiếp theo tôi không thể đi cùng cậu được nữa rồi. Có tình huống gì? Cậu có thể liên lạc với lão quỷ đội trưởng của tôi. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đi đi. Lão quỷ à, tôi lâm thời chiêu mộ một người hạn chế mà mặc là mặc cùng. Cùng ba nhân viên cấp đề, bọn họ ứng đối tượng sáp. Tôi biết rồi, tôi chỉ cố gắng phái người tiếp viện họ nhanh nhất có thể. Nếu như cậu ấy thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ, thư giới thiệu, nhớ viết tên của tôi. Đáng tiếc, không thể đích thân dẫn cậu ấy. Lý Thành, lấy nào cậu? Tôi ném thức ăn cho Thao Thiết, trộn một chút nước tiểu. Nhớ kỹ, hãy thường xuyên tới linh đạo thăm tôi. Ấu trĩ, tôi chỉ nhớ kỹ. Tập 27. Cậu giết được 100 tên trong vòng 2 phút à? Đến vừa lờ luôn. Vâng chậm đấy, số lượng sáp càng ngày càng nhiều. Chờ bắn hết sạch đạn thì chúng ta đều phải chết ở đây. Hiện tại vẫn chưa đạt tới cực hạn của mình. Sự ngộ thương buồn họ trên nền vẫn chưa dùng hết khả năng. Có lẽ ta chiến riêng lẻ sẽ có lợi hơn đối với mọi người. Tôi đi hấp dẫn sự chú ý của những tượng sáp kìa. Các anh nhân cơ hội này đi mở cửa kho hàng, lấy đủ thịt thì rời đi ngay. Tôi sẽ phá vòng vây đuổi theo các anh sau. Cậu điên hả? Cậu điên hả? Cậu muốn chết nhưng tôi không muốn. Xong qua đó, nếu như làm còn tốt, sẽ giống như Lý Thành. Ở nơi này chỉ có một con đường chết. Dựa theo tốc độ gia tăng của tượng sáp, chỉ còn nửa tiếng thôi, sợ rằng chúng ta sẽ bị những tượng sáp kia nhấn chìm. Các anh tự lựa chọn đi. Mặc kệ các anh có ra ngoài không, tôi cũng phải thử. Cậu ta thật kìa. Như thế này cũng đi cùng quá rồi. Bọn nó đi theo qua đây cả rồi. Địch, liệu thì liệu vậy? Tôi yểm hộ các anh, mau chóng vào kho hàng đi. Vào trong rồi, mau đi đóng thịt đi. Tiêu rồi, sắp hết đạn rồi. Không có thời gian, không còn thùng thứ hai nữa. Địch, mà con có thể giết ra ngoài được không? Mà cùng mà kệ tôi, mấy anh đi ra từ chỗ hổng bên kia đi. Ngồi nè mà, mặc dù sao cậu cũng được cái chết đấy. Ai? Là tôi đã đựng đủ đầy thức ăn gia súc rồi nè. Chờ mà cùng giết ra ngoài thôi. Tiền súng dừng rồi, lấy nào cô ấy. Chờ thêm 3 phút đi, cô ấy vẫn chưa tới. Chúng ta tự đưa thùng thức ăn gia súc này tới, sẽ làm bà chị.
liều thôi. Muốn giết chết đưa tường sáp với hiệu suất cao, chỉ có thể dùng lửa. Thành bại chính là lần này. Đó là thứ gì vậy? Chúng ta phải bỏ mạng ở đây sao? Xương rồng à? Cậu thực sự có thể giết được ra ngoài? Mau đi thôi, đi theo tôi. Lão quỷ có nói là tôi phải biết đi thế nào. Chúng ta còn phải đi qua vài miệng cống nữa. Thì rồi cậu hãy cầm lấy con súng này, sẽ có tác dụng lớn hơn. 181 bức tượng nữ thần sẽ khiến cho người chìm vào trong cảm giác nghệ thuật thật là tuyệt đẹp. Cẩn thận chút, đừng có nhìn cô ấy. Ôi, trái tim của tôi. Cất trước sau này báo ngôi xiên đạo tôi lấy vậy. Sắp sát gấp đôi tỷ lệ để lại trái tim của sinh vật xung quanh 20 tiếng. Lúc lấy lại sẽ gây áp lực ngẫu nhiên gấp vài lần đối với trái tim. 225, 296, 317. Xem ra vận may của chúng ta không tồi. Tiêu rồi, không nhìn thấy trần nữa. Điện dự phòng à? Còn mày, bóng lưng chỉ quay hơn một nữa. Bằng không dù phải để lộ năng lực ultra, bản thân mình cũng có thể đuổi nó vào. Xin người hạn chế mắc cùng, hãy chú ý. Do ban nãy vừa mới mất điện, khu vực mà các cậu đang ở có một biện pháp tu nạp bị phá hủy. Đó là một ác quỷ. Ác quỷ ư? Nó cho rằng bản thân là điện thoại, dù sao cũng không được vạch trần nó. Bằng không tôi cũng không thể cứu được các cậu. Hiện tại tôi nghe điện thoại như đây. Đây là má. Đi chốt đi. Úi. Ý, rớt cái gì vậy? Oh my god. Còn mày in là tôi. Nếu như đổi thành người khác thì chắc chắn sẽ bị cắn luôn rồi. Này đừng có nói nữa, mau ăn đi. Không ăn xong trong vòng 10 giờ thì chết thật đó. Lão quỷ à, nó mất khống chế rồi. Tôi nói cho cậu biết, một biện pháp gần cấp tu nạp nó. Chỉ là có một lần cơ hội. Đưa 202. Anh làm cái gì vậy? Mê hoặc nó, để nó tin rằng bản thân là nhân viên cấp D. Trung thực chút cho tôi. Tôi là D202. Đúng, tôi là nhân viên cấp D. Có anh được cái đội súng là người mình. Vậy thì ngon ngon được cái cử động. Cái địch, như vậy cũng được ư? Được rồi, tôi không cử động. Hiện tại các cậu đang tiến hành nhiệm vụ gì sao? Có cần tôi giúp đỡ gì không? À không, dẫn theo nó đi. Nếu như nó ý thức được bản thân là vật thu nạp, sẽ chạy trốn. Sẽ dẫn theo chúng tôi có thể giải quyết được nó. Chúng ta phải khôi phục nguồn cung cấp điện ở hành lang trước, đi qua từng đoạn. Nếu như tùy tiện xông vào phía trước, rất có khả năng sẽ bị giật đoan trong nháy mắt. À được rồi, vừa nãy bên trên có nói là có thể để anh đi cùng tôi, nhưng anh phải phục tôi mình lên của tôi. Đã hiểu. Mặc cùng mà. À, tư cách cũ của 202 là nhân viên cấp D. Mặc dù nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng đây là do vật thu nạp hại, không phải là các anh cũng vậy sao? Yên tâm đi, nhìn tôi có vẻ dò người vậy mà thôi. Nhưng tôi có thể bay, có thể xuyên qua tường. Con không biết mệt nữa, chắc chắn có thể giúp được anh. À, đã tới phòng phối điện rồi. Tôi vào trong mở máy điện đây. Cái loại phương pháp thu nạp này cũng có thể nghĩ tới được. Thật là không hổ là xã Lâm Bạch. Đừng nói bài lộ bằng không. Không thể dùng được thân phận này nữa đâu. Dù sao thì tôi cũng có 10 giây thời gian vô địch. Chỉ còn ăn hết được nhiệt liền còn sức lại là được. Ngó nhớ đợi bài lộ thì các anh cứ đẩy tôi lên phía trước. Thứ gì vậy? Hình như có thứ gì đó đang âm tưởng đâm vào tường. Mọi người phải cẩn thận đó. Màu tránh ra. Cái cậu gặp phải cái gì vậy? Một cái búa đang mà tôi bắn được biến thành kiếm cả rồi. S300. Dù sao phải cẩn thận đó. Nó có thể rèn vạn vật thành kiếm. Tôi kéo chân nó trước. Các cậu mau nghĩ cách thu nạp nó đi. Để tôi. Nè,
Cậu không còn mạng nữa à? Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không kịp bổ sung nhiệt lượng mà cậu đã tiêu hao đâu. Trong vòng của tầng này có mấy mốc lực từ lớn mạnh, có thể áp chế được nó. Đưa nó vào trong đi. À được rồi, mau đem nó vào trong cái phòng kia. Tập 30. Đi chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Cái tên này nhất định là cố gắng chống trụ đây. Thành công rồi. Anh sao rồi? Cậu ấy không chịu đựng được nữa rồi. Thật sự hy vọng có thể quay về nhà nhìn một cái. Sao lại như vậy? Đây có lẽ là số mệnh cuối cùng của nhân viên cấp địa. Cuối cùng cũng có một ngày chúng ta đều sẽ chết ở trong tay vật thu nạp. Một thanh kiếm. Hiện tại không phải là lúc đau buồn. Không thể để cho anh ấy hy sinh vô ích. Tiếp tục nhiệm vụ, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Đưa thức ăn gia súc vào đâu? Được. Đây. Chỉ có một thùng thôi sao? Chúng tôi tới rồi, thức ăn gia súc ở đây. Không quan tâm được nhiều như vậy, có một thùng thì một thùng. Nơi này chỉ có mấy người các anh thôi sao? Tính cả nhân viên vòng ngoài thì vốn dĩ chúng tôi có 170 người. Nhưng vì nhốt tàu thiết, bọn họ đều đã. Ngay cả một cổ thi thể cũng không có. Lý nào là bọn họ đều đã bị ăn. David à, không ở đây sao? Lý nào anh ta cũng bị ăn rồi. À chuyện đấy ngược lại thì không. Cậu ấy đang đi giải quyết cái nguồn gốc thiết thầu. Thầu thiết đang chạy thoát. Nó đang khóc. Nó bị một vật thu nạp người máy vĩnh viễn khóc tức ảnh hưởng tới. Mau cho nó ăn thịt đi. Cho nó bình tĩnh lại một chút thì chúng ta có thể dẫn dụ nó tới phòng thu nạp. Mạnh hơn so với những người bình thường. Ném chuẩn, gấp chuyển cũng bình tĩnh. Wow, là một nhân tài có thể đào tạo. Cố gắng kiên trì, sẽ tới phòng thu nạp của nó rồi. Chuyện gì vậy? Lão quỷ à, có phải do các ông đút cho nó ăn chậm quá không? Shit, đây là bình thường, cẩn thận. Giờ theo kinh nghiệm lúc trước, chỉ cần luôn có thức ăn, tuyệt đối nó sẽ không đột nhiên mà không chế. Vậy nó vẫn đang khóc, hơn nữa nhìn rất là đau đớn. Có phải là vật thu nạp khóc kia lại câu trêu chọc nó không? David à, ngươi mấy kia sao rồi? Đã tháo ra rồi, đang phá hủy, sao vậy? Dừng lại trước đi, nhìn tao thấy có vẻ rất đau khổ. Không biết có phải liên quan tới việc chúng ta tháo ngươi mấy ra không? À được. Nó yên tĩnh lại rồi, lẽ nào người máy kia có thể điều khiển tàu thiết? Có cùng cảm nhận thân thể vì nó sao? Đây cũng là hiệu ứng năng lực của nó sao? Không, cùng cảm nhận thân thể, lẽ nào hai vật thu giữ nạp này là bản lữ linh hồn? Không phải chứ, vật thu nạp này cũng có thể. Bản lữ linh hồn là cái gì vậy? Giữa bản lữ linh hồn có thể truyền đạt cảm nhận tâm linh cho nhau. Nếu như linh cảm của cậu mạnh, thậm chí có thể biết được tiếng lòng của bạn lữ linh hồn. Nói như vậy, lẽ nào mình và Sà Vân là bạn lữ linh hồn sao? Mà cùng à, mà cùng. À, David, con cậu dẫn 8083 tới chi viện cho cậu ấy, toàn bộ hành động nghe theo cậu ấy chịu hì. À, tôi đi cùng. Nhưng mà không còn nhiều thức ăn nữa, không thể kiên trì được bao lâu. Các cậu trực tiếp đi lên từ thang máy này, David sẽ tới đón các cậu, mau đi đi. Được rồi, lão quỷ à, ông không được chết ở đây đâu đây nhé. Một cậu đi tiểu tử thúi. Hy vọng đồng đội đi lấy thì có thể quay về kịp. Bằng không thì mình chỉ có thể tìm một kim nữa cho bản thân. Tốt nhất là đừng đi tới bước đường cùng này. David. Mà cùng, nhìn chăm chăm vào chiếc hộp này đi. Có gì đồng nào không? Cậu nhất định phải nói cho tôi biết. Cứ nói thẳng mà số. Đi 80083. Theo tôi vào. Không biết David sẽ dùng cách gì để tiêu hủy người máy đây. Ba chiếc hộp này đều đựng vật thu nạp sao? Ý David à, 087 có đồng tình. Chiếc hộp này đang nhảy nhót. Phiền cậu rồi, phiền phức rồi. Cậu vào đây đi. Cái hộp ngoài kia. À, tiêu phong đây là đang. Đây là hiệu ứng khỏi quỷ. Một khi bắt cẩn anh ta sẽ có mọi thứ như bao gồm cả người có thành thuốc mà hút. Cậu trông chừng anh ta đi, cho anh ta hút xong người mấy,
sẽ ngăn cản anh ta. Tôi đi tìm chiếc hộp ghi xử lý. Phi quá đi, khối của người mấy này, ôi trời ạ. À, đây chính là hiệu ứng quỷ khối sao? Ê, đợi các cơ động. À, đừng đừng anh em à, thứ này ở đâu cũng có, tôi muốn nếm thử. Anh nhận nhìn cho tôi, lời của bác nãy của David anh còn nghe thấy sao? Hút quá nhiều CP nghiện. Bọn họ nếu như không xử lý được, sẽ trực tiếp xử lý anh. Thả tôi ra, đừng có xíu vào chuyện của người khác. Tôi chỉ hít một hơi, chỉ thêm một hơi nữa thôi. Hiện tại mà không hút, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Tiêu rồi, miệng vết thương lại rách ra rồi. Vì sao lại có cảm giác bị thiêu đốt ta? Chà, đừng có động chạm vào anh ta. Đi 88 của 83 là thể chất người dị huyết, sẽ truyền nhiễm. Chỉ một hơi thôi. Này, à, máu của anh ta là acid chlorhydrate, có bị truyền nhiễm rồi. Không chỉ máu, à không, không đúng. Vì sao đột nhiên lại lạnh như vậy? Đây là máu của tôi. Nhiệt độ còn cao hơn cả nitơ lỏng, khất tán nhanh. Chà, muôn chạm lửa quá, khí thiên nhiên quá hỗn. Anh đừng có nói linh tinh. Yên tâm đi, tính bốc hơi của nó cực mạnh, chỉ cần nồng độ không vượt quá 5%, cho dù là dầu hỏa cũng không thể đốt cháy được nó. Mang theo anh ta đi, chúng ta đi. Tôi cũng là người dị huyết, còn là khí thiên nhiên. Này, phía tôi không vấn đề gì cả, là quỷ đâu? Đi rồi, tôi biết rồi. Sao rồi? Chi viện tới rồi. Thôn thuyết thành công bị thu nạp. Là quỷ tiệm 3 mũi adrenaline, mặc dù tay chân đều đã cục hết, nhưng may mắn vẫn còn sống sót. Lần thu nạp này mất hiệu quả này, dẫn tới nhân viên chính của xã Lâm Bạch cùng nhân viên ngoài tử vong 154 người, nhân viên cấp địa tử vong 21 người. Sở nghiên cứu bị phá hủy 80%, làm mất một kiện vật thu nạp. Quay về xử lý chút vết thương đi. Tên báo liên quan tới vật thu nạp, đừng có nói cho người không biết tình hình. Được rồi, vậy tôi đi trước đây. Mà cùng mà, sao vậy? 8 giờ sáng mai tôi tới sở nghiên cứu một chuyến. Bị thiếu mất một miếng thịt to ghê đó. Tôi sẽ dùng thuốc nhanh chóng phục hồi miệng vết thương, nhưng mà muốn hồi phục lại như ban đầu là chuyện không thể nào. Không sao, tôi được coi là may mắn rồi. Bọn là quỷ, nếu như có thể nhặt về tay chân bị cục thì chúng tôi có thể ghép về nguyên bản. Nếu như không còn thì chúng tôi có thể làm một bộ tay chân giả sinh học. Thật ra nếu dành muốn thì cũng có thể xin làm một miếng ngực giả. À, tôi như vậy là được rồi. À đúng rồi, nghe nói gần đây anh muốn giải trừ thân phận người hạn chế, trở thành nhân viên vòng ngoài, không suy nghĩ tới việc xin ở lại tầng 32. Ở lại manh đảo sao? Đúng vậy, bất kể là đãi ngộ hay là điều kiện, các phương diện của manh đảo đều rất tốt. Phong xà sẽ đầu tư càng nhiều tài nguyên để bồi dưỡng cho anh. Chuyện này không thể nói cho người hạn chế biết đúng chưa? Tôi không muốn ở lại manh đảo, không muốn anh rời đi nhanh như vậy. Tạm thời thì sẽ không thể rời khỏi đây. Bọn họ bảo tôi 8 giờ sáng mai tới sở nghiên cứu, có lẽ có sắp xếp mới. Bảo anh đi một mình sao? Hình như chỉ nói với tôi. Tôi biết rồi mà cậu mà, nói không chừng anh đã được nhân viên chính thức tiến cử đó. Cái gì? Cũng chính là nói tôi có khả năng sẽ chân chính gia nhập xã Lâm Bạch à? Có một số chuyện dù sao thì cũng phải người là người đi làm. Nếu như mình có năng lực này, mình muốn gia nhập xã Lâm Bạch. 7 giờ 45 phút sáng. Cậu tới rồi, đi theo tôi. Lão quỷ, tay của chú là vợ đó. Chỉ là nhìn đúng được thật, chứ cái hai tay hai chân này của tôi, về sau cho dù có huấn luyện thế nào thì cũng chỉ tới mức này thôi. Tuyết Lai đã nói với cậu rồi nhỉ? Trong xã thì dự định sẽ bồi dưỡng cậu tiến hành nhân viên đặc huấn của nhân viên chính thức. Đúng vậy, cậu được đi nhé. Mới tới có một tháng mà đã lừa được hồ sĩ nhỏ từ đây. Thư tiến cử ở đây này, cậu nhìn xem, nếu như cảm thấy có vấn đề gì thì có thể ký tên. Nhân viên chính thức mặc cùng tới đảo cực hạn huấn luyện thời hạn 3 năm, thành viên cần thông qua lý tưởng.
Ngôi tiếng cử là Lý Thành, thì ra anh ấy tiếng cử mình. Cậu hãy nghĩ cho kỹ, huấn luyện khó hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng. Đã từng có người đầu tiên đã bị giáo hoàng khiển rút lui. Tôi đồng ý. David, khi đó làm sao anh thông qua bài kiểm tra gì? Cứ như vậy mà qua thôi, tất cả hạng mục bắt buộc đều phải phụ điểm. Nhưng mà không phải lúc đó anh mới 15 tuổi thôi sao? Tôi cũng chẳng thể ngủ được, thời gian bình thường dùng để học tập. Lúc 15 tuổi, ngồi trường lấy được hai bằng tiến sĩ cơ bản, tinh thông toàn bộ súng ống máy móc trên thế giới. Giỏi quá đi. Vậy đặc huấn có khó không? Cũng không tính là dễ. Mỗi lần tham gia đặc huấn đại khái có khoảng hơn 8.000 người. Qua được một lần lấy đi một lần, cho nên không cần phải căng thẳng. Chứ dù không thông qua được thì cũng chẳng có gì mất mặt. Tới rồi. Bên dưới chính là đảo cực hạn. Chỉ đưa cậu tới đây thôi. Chúc cậu may mắn. Bye bye. Tạm biệt. Sinh thái của hòn đảo này nhìn có vẻ còn nguyên khai hơn cả so với Minh đảo. Cậu không biết có nguy hiểm gì không nữa. Người chưa thông qua đang tập hợp ở hành lang. Buổi tối có thể lên phi cơ. Buộc phải thông qua kiểm tra của đá lý tưởng sao? Chính là nó. Cậu có phải là có mục tiêu theo đuổi cả đời? Nếu như trong lòng cậu không theo đuổi gì cả, thì căn bản không thể tiến vào được đảo cực hạn, chỉ trực tiếp bị đào thải. Làm sao có thể chứ? Ước mơ của tôi sao lại có thể có được 10 người vợ được chứ? Điều này không khoa học, nhất định là sai đâu đó rồi. Sẽ không sai đâu, đây chính là khát vọng chân thực nằm sâu trong nội tâm của cậu. Lý tưởng của tôi, vậy mà lại biến thành nữ nhân cái quý gì vậy trời? Mình thật sự là một con người người chạy y ớt sao? Sao lại có thể lý tưởng, sao không có lý tưởng gì hết vậy? Trước mắt so với số người chưa tới 20 này, như thế này cũng nhiều khác quá rồi. Người tiếp theo, tới đây. Không cần nghĩ tới bất kỳ ám thị tâm lý nào cũng đều vô dụng, đặt tay lên trên là được rồi. Nhìn thẳng vào bản thân, nếu như thực sự là kẻ chay y thì tôi cũng nhận. Bảo vệ người vô tội. Ý, rất ngạc nhiên đấy. Xem ra không giống với những loại, những gì cậu dự đoán. Lòng người có lúc phức tạp như vậy đó. Thông suốt lý tưởng của cậu đi. Cậu thông qua rồi. Vậy sao? Thì ra lý tưởng trong nội tâm của tôi. Mặc dù không xác định chắc lắm nhưng hiện tại, mà tôi sự muốn gia nhập vào xã Lâm Bạch, bảo vệ những con người vô tội. Tôi là dịch bà xã viên phụ trách mọi người. Có thể thông qua được kiểm tra của đá lý tưởng hay không? Nói rõ ràng trong lòng các cậu đều đã có lý tưởng kiên định. Nhưng mà chỉ có riêng lý tưởng thôi thì vẫn chưa đủ. Các cậu vẫn cần suy nghĩ tới vấn đề ăn cơm trước mắt. Bữa tối ngày hôm nay đã được tôi để ở một con đường thuyền. Chiếc thuyền đó ở một vùng biển khác ở trong rừng rậm. Hơn nữa cách bờ biển 1 km. Người trên thuyền mới có cơm ăn. Cái gì cơ? Ăn bữa cơm mà cũng phải chạy xa như vậy sao? Thì rồi tôi không biết bơi phải làm sao đây? Không biết bơi là chuyện của các cô cậu. Nếu như sợ chết chìm thì chịu đối đi. Chuyện này rất là công bằng không phải sao? Còn có câu hỏi gì khác được không? Nếu như không còn nữa thì chuẩn bị xuất phát đi. Tôi có một câu hỏi. Tôi không ý kiến về việc bèo lội, nhưng mà nam nữ có khác biệt. Tôi cũng muốn có một vị số nguyên nhân. Tố khách quan của thân thể ảnh hưởng tới thành tích. Cô là Yến Vi đúng không? Tình huống của cô nói chúng tôi cũng đã nghĩ tới. Do đó chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý phương pháp xử lý đối ứng rồi. Phương pháp xử lý. Cô có thể lựa chọn việc tạm thời gửi lại phần ngực cho tới trước khi cô rời khỏi đảo, cực hạn chỉ trả lại cho cô. What? Cô có thể như vậy à? Hả? Con có thể làm như vậy á? Chúng tôi có một vật thu nạp an toàn, có thể điều tiết cơ thể hình của con người. Chúng tôi có thể dùng nó để gửi lại bất kỳ vị trí nào trên thân thể. Nếu như nam nhân cảm thấy vật nào đó của bản thân phiền phức, cũng có thể dùng tới cái này. Ai không cần đâu. Xuất phát. Dừng. Không biết trong rừng rậm này có thú dữ gì hay không? Anh là mặt cùng đúng không? Làm quen chút, tôi là Đồ Tiểu Vũ. Anh là người bạn nãy nói không biết bơi. Mặc kệ có thành công hay là không, kiên trì làm miễn cưỡng hợp lệ. Ý thức hợp tác của một đoàn đội khác không tồi. Vậy mà lại là một người hạn chế từng trải qua vụ việc
Vật thu nạp bị mất khống chế à? Hiện tại phải xem những người lên trên thuyền trước. Bao lâu rồi mới có ý thức được mục đích chân chính của buổi kiểm tra này? Tới rồi. Nào, đừng có sợ tôi kéo cậu. Tôi nhất định có thể. Nơi như cả bời mà cũng không học được. Tôi có tư cách gì đã trở thành xã viên chính thức chứ? Không được rồi, không có thời gian. Mà cùng mà, anh lên bơi qua đó trước đi. Vậy cậu, hình như thuyền tới gần đây rồi. Nè, chúng tôi đến đón các anh đi. Vậy mà mấy người lại lái thuyền tới bên bờ. Quay tắt cũng không nói là không cho phép mà. Trên thuyền đã chuẩn bị hơn 200 phần cơm tối. Nói rõ chính là chuẩn bị thức ăn cho tất cả mọi người. Cho nên chúng tôi cho rằng đây chẳng qua chỉ là một cuộc kiểm tra nhỏ nhỏ. Đừng có rơi vào cạm bẫy tư duy. Chỉ còn dưới tiền đề không phá vỡ quy tắc, dựa vào hợp tác đoàn đội đạt được mục đích là được. Quà thì rất là như vậy à? Sao không ăn? Đây không phải là bánh quầy mồm thông thường. Ăn nó tất cả mọi người sẽ không còn cản trở giao lưu ngôn ngữ nữa. Hả? Từ kỳ vậy, giống bánh chuyên ngữ của đồ Roman quá. Tờ đó, lời mấy người nói nghe tôi đều nghe thấy đều là tiếng Hán. Ồ, đây là vật thu nạp nhỉ? Được rồi, mau ăn đi. Nghe nói sau khi ăn cơm tối sẽ phân ký túc xá đó. Hành lý đã được đưa tới rồi. Nhưng mà nhân viên quản lý này không phải là đối tượng thực chiến để chúng ta luyện tập tày đi chứ? Quy tắc ký túc xá. Đừng có phí lời, mau đi thôi. Muốn tiền tôi sau vài chiều sao? Tôi chỉ muốn lấy lại kiếm của tôi thôi. Ồ, kiếm này là của cậu à? Tay nghề không tồi, đã hướng cùng mà thì nó theo. Chắc lẽ là do kiếm thuật của cậu cao siêu. Không, thanh kiếm này là của người bạn đã hy sinh. Tôi của tôi trong sự kiện thu nạp bạc khục chế. Thì ra là như vậy, chẳng trách chất liệu đặc biệt. Nếu cần bảo dưỡng thì có thể tìm tôi. Tôi là nhân viên quản lý đây, tên là Jimmy. Đa tạ. Tên này đánh thắng nhân viên quản lý rồi sao? Thì cái gì? 54 căn phòng, mỗi căn phòng có thể ở 4 người. Có lẽ không cần lo lắng sẽ không có nơi ở. Chỉ xem là ai ở cùng ai. Phòng có anh còn chỗ trống không? Lại là cậu, sớm đã đầy rồi, cậu nên đi hỏi xem. Đứng chờ người khác nữa, để tôi vào ở đi mà. Không phải là vừa thích hợp hay sao? Cùng với việc nói với bọn mình chọn phòng, không bằng nói người tới trước thì được trước mình, được chọn bọn mình. Ừ? À mà cùng ở đây, chúng tôi vẫn cùng phòng trống nè. Này nè, rõ ràng là tôi tới trước mà. À, để anh ấy ở thì tốt hơn, tôi lên trên xem thử. Đây không phải là thanh kiếm bên cạnh Jimmy sao? Sao cậu ta lại cầm được? Kìa đợt, chẳng lẽ cậu ta đánh thắng Jimmy rồi? Mà cùng à, ở phòng cho tôi đi. Anh đã giữ lại phòng cho cậu rồi nè. Bên này cũng có thể ở được nè. Tôi là từng học kiếm, chúng ta có thể cọ sát một chút. Mà cùng à, cậu cầm từ Minh Đạo tới đây. Nghe nói sau khi y năm 20 thu nạp thất bại, cậu cũng đã tham gia hành động thu nạp khẩn cấp. Anh biết nhiều phết nhỉ? Tôi giới thiệu một chút, tôi là Châu Dương Châu. Tôi phụ trách đóng góp một phần thức ăn cho Y520 ở công ty vòng ngoài. Không bạn tới phòng của tôi nói chuyện đi. Được thôi, cô có giường trống không? Chỗ tôi còn có một người nữa. À đương nhiên, chỉ cần cậu băng lông ở thì chắc chắn sẽ có vị trí. Chào mừng, xem ra chúng ta có bạn mới rồi. Xin chào, tôi là Mạc Cùng. Vị này là Tiểu Vũ. Ừ? Đó là... Xem ra các bạn vẫn rất hiểu quy tắc. Mã số trên người các bạn sẽ theo các bạn tới cuối đời. Đương nhiên, tiền đề là có thể thành công tốt nghiệp. Hiện tại hãy nhận bản khai của bản thân tới quán trường kiểm tra. Kiểm tra số điểm của hạng mục các cậu. Không nghĩ tới lại phân kỹ càng tới như vậy. Chỉ riêng hạng mục bàn lái đã đề cập tới nhiều phương diện giao thông như vậy rồi. Vậy mà còn có cả sạch xe tăng và máy bay. Vẫn nên bắt đầu sớ trường trước vậy. Đây mới là hạng mục minh mạnh nhất. Tập mới nhất, tập 34.